there. Join me and we will... You're cursed. I will never join you. King's Bay is lost. Everything is lost. Wait, maybe not everything. The town hall still stands. We need you, Commander. Chúc mô bần kết hợp yếu tố chiến thuật vào lối chơi nhập vai RPG và cơ chế hợp nhất để mang đến một cuộc phiêu lưu giả tưởng thời Trung Cổ xoay quanh việc chiến đấu và chinh phục vô cùng thú vị. Nhiệm vụ của người chơi là giúp các phe phái của King AC bay lấy lại vùng đất đã mất. Cụ thể, khi tham gia vào tựa game nhập vai kết hợp giữa chiến thuật và cơ chế hợp nhất độc đáo này, người chơi sẽ được đắm mình trong vương quốc King AC bay sôi động, nơi hai anh em đối địch nhau hướng dẫn đội của mình giành chiến, thắng ở những cuộc xung đột hoành tráng giữa cái ác và chính nghĩa. Họ phải đối mặt với nhiệm vụ hợp nhất và học cách sử dụng các chiến thuật đa dạng để xây dựng được đội quân đáng gờm gồm Ningamo và Invisionale. Trong quá trình đó, game thủ tác trúc Moban có thể nâng cao trình độ của từng đội quân bao gồm Pháp Sư, Samuza, Rồng và thậm chí cả Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, và kết hợp chúng một cách khéo léo nhằm vượt qua đủ mọi trở ngại. Quyết định của người chơi sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong việc định hình kết quả cuối cùng của các cuộc chinh phục. Tác trúc Moban được thiết kế với những gam màu tươi sáng kèm theo đó là nhiều tính năng, hoạt động thú vị cho người chơi thỏa sức khám phá, thể hiện khả năng của bản thân. Các trận chiến trong game diễn ra dưới hình thức nhàn rỗi, có nghĩa là người chơi không cần thao tác trong trận. Bạn sẽ lựa chọn kết hợp các đội quân một cách hợp lý trước khi tham chiến, sau đó ngồi xem họ sử dụng các kỹ năng của mình trong trận. Bên cạnh đó, người chơi còn cần quản lý vương quốc và dần mở rộng lãnh thổ, giành lại vùng đất đã bị người anh trai độc ác cướp đi. Sẽ có hơn 50 biệt đội với kỹ năng độc đáo riêng cho phép người chơi vạch ra bất cứ chiến thuật hiệu quả nào. Hãy hợp nhất quân đội của bạn liên tục để có thể hạ gục được những kẻ thù mạnh mẽ hơn ở những giai đoạn thử thách về sau. Tác trúc Moban có nhiều chế độ chơi đủ khiến người chơi không cảm thấy nhàm chán. Bạn có thể khám phá đảo ma thuật, hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hướng dẫn, siêng năng kiếm phần thưởng trong các thử thách phiêu lưu ở nhiều khu vực khác nhau, tìm hiểu bí mật của phòng chứa định mệnh hoặc đối mặt với những người chơi khác trong đấu trường.
Ah!